Làm sao đạt 100 dự án để OpenManage khi hệ sinh thái Pi quá yếu? Chào bạn, chào các Pioneer. Như chúng ta đã biết, hiện tại Picoin đang ở giai đoạn mainnet kín và xây dựng hệ sinh thái đa dạng cho người dùng là mục tiêu rất quan trọng trong thời điểm này. Điều này càng được nhấn mạnh hơn khi trong roadmap V2 vừa rồi, hệ sinh thái trở thành một trong 3 tiêu chí hàng đầu để đi đến mạng mở. Và một chỉ tiêu cũng hết sức quan trọng để đạt được OpenManage cho mạng lưới, đó chính là hệ sinh thái phải có từ 100 dự án trở lên. Điều này cũng là một thử thách không hề dễ dàng, vì đã hơn 3 năm trôi qua kể từ khi Testnet được đưa vào hoạt động và rất nhiều các cuộc thi hackathon được tổ chức, thì hệ sinh thái của Picoin vẫn rất hạn chế, cả về lượng và chất. Bên cạnh đó, càng gần ngày P2Day thì câu chuyện OpenManage càng làm cho thị trường sôi động hẳn lên. Tuy nhiên, P-Network lại tồn tại một nghịch lý mà không phải ai cũng biết. Đó chính là sự tác động qua lại của câu chuyện hệ sinh thái và OpenManage. Liệu OpenManage nên triển khai trước để hệ sinh thái phát triển, hay hệ sinh thái phát triển đa dạng trước rồi mới được mở OpenManage? Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cụ thể hơn về nghịch lý trên để có những cái nhìn tổng quan hơn về dự án ở thời điểm hiện tại, cũng như hiểu ra điểm khó khăn nhất mà P-Network sẽ mất rất lâu nữa mới có thể OpenManage. Xin mời các Pioneer tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Phần 1. Hệ sinh thái Pi khó mở rộng. Có thể nói, xây dựng hệ sinh thái là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất. Để làm được việc này, Picoin Team đã liên tục tổ chức các kỳ thi hackathon để tìm ra các kỳ lân cho mạng lưới Pi Network. Đến nay thì hackathon đã được tổ chức định kỳ theo tháng. Chỉ khi có hệ sinh thái thì Pioneer mới có chỗ sử dụng Picoin. Tuy nhiên, việc này sẽ tiếp tục gặp phải một trở ngại khác nữa, đó chính là pháp lý tại các quốc gia sở tại. Như chúng ta đã biết, ở tại Việt Nam, các công ty, tổ chức không được phép sử dụng hình thức thanh toán nào khác ngoại trừ tiền Việt Nam đồng. Nghĩa là, một pháp nhân ở Việt Nam đăng tải mua bán hàng hóa bằng Picoin sẽ được xem là phạm luật. Đây cũng sẽ là rào cản của các dự án trên Pi Network khi tiếp cận với các thị trường khác trên toàn thế giới. Sở dĩ chính phủ các nước đều làm như vậy là vì mục đích ổn định hệ thống tiền tệ pháp định trong nước. Ở Việt Nam, ngay cả đô la Mỹ cũng không được phép niêm yết lên giá cả của các mặt hàng. Việt Nam đồng luôn là mệnh giá duy nhất và hợp pháp ở nước ta. Mặt khác, sự đối lập của các hội nhóm trong cộng đồng Pi cũng chính là liều thuốc độc cho các dự án mới ra đời, vì mỗi hội nhóm lại có một tư duy khác nhau. Nhóm thì GCV giá thị trường thực tế, nhưng có nhóm thì ngáo giá, cho rằng Picoin là 314.000 đô. Các hội nhóm ngáo giá lại thường xuyên tấn công các dự án kinh doanh thực tế, khiến dự án sớm đóng cửa vì không trụ nổi làn sóng dư luận bài xích, mặc dù họ không làm gì sai. Chính vì những điều này đã cản đường cho hệ sinh thái của Picoin phát triển nhanh chóng. Phần 2. Nghịch lý giữa OpenManage và hệ sinh thái 100 ứng dụng. Với chính sách của Picoin Team, phải xây dựng hoàn thiện ecosystem cho người dùng, sau đó mới tiến đến OpenManage. Ít nhất phải có 100 dự án trong hệ sinh thái. Tuy nhiên, việc chưa OpenManage, các máy nốt chịu sự quản lý 100% của Picoin Team, thì các dự án lại gặp khó khăn trong quá trình xây dựng app. Vì bất kỳ tính năng nào cũng sẽ phải được duyệt qua, quyền lực bị tập trung bởi các máy nốt đã dẫn đến các dự án bị cản trở khá nhiều trong lúc phát triển dự án. Đấy là còn chưa kể đến yếu tố cộng đồng mà chúng ta vừa thảo luận bên trên. Mà càng ràng buộc thì dự án lại càng không thể mở rộng được. Càng không mở rộng được thì hệ sinh thái càng khó phát triển. Nếu không phát triển được thì ngày OpenManage sẽ vẫn còn ở rất xa. Và nghịch lý này đã tồn tại từ rất lâu trên mạng lưới Pi Network. Nó hoàn toàn khác so với các dự án Layer 1 khác. Giai đoạn Testnet thường không kéo dài trong vài năm, và một số dự án trong giai đoạn này cũng phát triển song song. Ngay khi vào Mainnet thì số lượng dự án sẽ bùng nổ cực kỳ mạnh mẽ và hệ sinh thái sẽ hoàn thiện rất nhanh. Nhưng câu chuyện của Picoin thì lại đi ngược với nguyên lý này. Phần 3. Đến bao giờ mới xong hệ sinh thái để Mainnet mở? Có thể đây sẽ là câu hỏi mà Picoin Team cần phải trả lời. Việc tiến tới OpenManage để đưa mạng lưới về trạng thái phi tập trung sẽ giúp ích rất nhiều cho hệ sinh thái. Khi các tiêu chuẩn về API và SDK mà đội ngũ đã xây dựng trong suốt thời gian vừa qua được hoàn thiện, các dự án sẽ tự do hơn trong việc xây dựng ứng dụng để kết nối tới blockchain của Pi thông qua các công cụ này. Hiện tại,
đã có khoảng 40 dự án đang chạy trên P-Network. Tuy nhiên, không phải tất cả đều đã mainnet, mà phần lớn đều đang ở testnet. Điều mà chúng ta đang chờ đợi chính là khả năng vận hành của mạng lưới Bitcoin và sự phi tập trung của nó. Tiềm lực về tài chính của dự án cũng cần được củng cố. Bitcoin phải có giá trị thực sự trên thị trường thì các dự án sẽ tự tìm đến và xây dựng ecosystem cho P-Network. Ở đây, có thể hiểu đơn giản là các dự án khi muốn xây dựng app thì số tiền đầu tư ban đầu bỏ ra là rất lớn. Nếu bị ràng buộc bởi Bitcoin team và các hạn chế của mainnet kín, có thể sẽ cản bước tiến của dự án tiến vào P-Network. Và video ngày hôm nay của chúng ta đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các Pioneer đã chú ý theo dõi. Nếu thấy video hữu ích, các bạn hãy subscribe, like, share để lan tỏa thông điệp đến với cộng đồng, giúp mọi người hiểu thêm về dự án P-Network và giao dịch an toàn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.